Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Và một đồng hồ hôm nay mà tôi muốn đem đến cho các bạn đó là một đồng hồ thuộc thương hiệu Hungary. Đây là một đồng hồ Octo Finissimo. Và đi cùng với đó là bộ dây thép rất là đẹp. Nhưng mà qua mẫu đồng hồ này thì tôi có một chủ đề tôi muốn nói với các bạn. Và chính là về nhà thiết kế rất nổi tiếng Giragenta. Và ông chính là người đã thiết kế nên mẫu đồng hồ này và vô vàn những thiết kế nổi tiếng khác. Và trước hết thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Giragenta là ai. Giragenta thì sinh năm 1931 và mất năm 2011. Ông là một nhà thiết kế sinh ra ở Thụy Sĩ. Và nhưng mà thực ra ông là người có hai dòng máu Thụy Sĩ và Ý. Tới năm 1969 thì ông thành lập thương hiệu riêng của mình, thương hiệu Giragenta. Và trong thời gian đó, ông vẫn phối hợp với nhiều thương hiệu nổi tiếng khác để thiết kế những mẫu đồng hồ cho họ. Và những cái tác phẩm của ông nổi tiếng như là Royal Oak của Audemars Piguet, Nautilus của Patek Philippe, Constellation của Omega, và đây nữa, Octo và Hungary. Thực ra ban đầu bộ vỏ Octo này xuất hiện dưới tên thương hiệu Giragenta của ông. Nhưng mà sau đó tới năm 1999 thì thương hiệu Hungary đã mua lại thương hiệu Giragenta. Và từ đó mẫu vỏ Octo này cũng là một sản phẩm của thương hiệu Hungary luôn. Và chúng ta sẽ cùng phân tích thiết kế bộ vỏ đồng hồ. Một bộ vỏ thì có nhiều nét khá quen thuộc, giống với những thiết kế của Giragenta khác như là Royal Oak hay là Nautilus. Đầu tiên chúng ta phải nhắc đến đó chính là thiết kế góc cạnh. Bạn có thể thấy bộ vỏ này rất là phức tạp với nhiều góc cạnh, mặt cắt. Và đặc biệt hơn thì đó là cái thiết kế càng nối dây tích hợp. Bây giờ tôi sẽ phân tích càng nối dây tích hợp là cái gì. Càng nối dây tích hợp thì được thiết kế giống như kiểu là cái dây nối liền vào bộ vỏ vậy. Và chúng ta sẽ không có cái hai càng hai bên. Vâng, để tiện việc giải thích thì tôi có một mẫu Patek Philippe 5396 ở đây. Như bạn để thấy thì phần này càng nối dây đây có hai càng hai bên, và phần này sẽ giúp cố định phần dây. Còn ở mẫu đồng hồ Octo thì như thế nào? Bạn thấy dây như được nối liền vào vỏ. Và cái thiết kế càng nối dây tích hợp này được sử dụng rất là nhiều trong những cái tác phẩm của Giragenta. Và những tác phẩm này rất nổi tiếng, thường thì được ra đời vào khoảng thập niên 70 của thế kỷ trước. Ngày nay thì nhiều mẫu đồng hồ hiện đại cũng lấy cảm hứng từ thiết kế này và sử dụng càng nối dây tích hợp. Và trên tay tôi là mẫu đồng hồ Hublot Classic Fusion cũng có càng nối dây tích hợp như thế này. Đó. Nhưng mà Hublot thì không phải là một sáng tạo của Giragenta. Và thiết kế của Hublot thì theo ý tôi là khá giống với Royal Oak. Và Royal Oak chính là một thiết kế của Giragenta. Vâng, hình dáng bộ vỏ thì cũng được thể hiện qua cái tên rồi, Octo. Octo nghĩa là 8. Và bộ vỏ này thì có thiết kế 8 cạnh thì mát giác như thế này. Đó, trên đó thì vành bezel vẫn là hình tròn. Sự kết hợp này khá là quen thuộc và thường thấy trên những mẫu đồng hồ Giragenta. Nhưng mà đi kèm với đó là một bộ dây. Bộ dây này thiết kế mới của Bulgari. Theo ý tôi, bộ dây này thiết kế khá đẹp với một mắt xích và cũng khá tinh xảo, bởi vì chúng ta có thể thấy là mỗi mắt xích thì sẽ có kích thước khác nhau. Điều này sẽ yêu cầu là việc chế tác nó tỉ mỉ hơn rất là nhiều. Và bộ dây này được hoàn thiện theo hai phương pháp. Bạn có thể thấy đây là phần chảy xước này, phần bên trong thì được đánh bóng. Tất nhiên là cái phương pháp hoàn thiện truyền thống như thế này rất là quen thuộc và tạo nên độ tương phản trên đồng hồ. Và độ tương phản có thể thấy trên vỏ luôn. Phần lớn thì sẽ được chảy xước, còn những cạnh bên được vát như này sẽ được đánh bóng. Tổng thể khá đẹp và ấn tượng. Bộ vỏ thì bằng thép, có kích thước 41mm. Còn đúng chỉnh giờ thì vẫn là thiết kế dạng xoắn để tăng khả năng chụp nước. Với chỉnh giờ chúng ta phải vặn ra một chút và rút ra. Và chúng ta vẫn có hai nấc, một nấc để chỉnh giờ, một nấc để chỉnh ngày. Rất là thường thấy thôi. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ cùng phân tích mặt số trên đồng hồ. Thiết kế mặt số này thì vốn không phải là nguyên bản của Giragenta, bởi vì những cái mẫu Octo của thương hiệu Giragenta thì có mặt số khá phức tạp. Và nó đẹp hay xấu thì tùy vào cảm nhận mỗi người. Cá nhân tôi thì tôi không thấy thích những cái thiết kế phức tạp như của Giragenta. Và thực sự thì tôi thấy Bulgari
đã cải tiến lại thiết kế này khá đẹp. Góc 12 giờ và 6 giờ là hai số Ả Rập. Và để ý kỹ hơn thì hai số Ả Rập này được hoàn thiện sơn mờ khá công phu. Còn những cái mốc giờ còn lại thì là hình stick, là hình gậy bình thường thôi. Ở góc 3 giờ chúng ta có cửa sổ ngày khá quen thuộc. Và cửa sổ ngày này sẽ nhảy ngay lập tức khi qua mốc 12 giờ và không có giai đoạn nhảy lịch. Về cơ bản thì mặt số trên đồng hồ được hoàn thiện khá đẹp, được trải tia và bắt ánh sáng cực kỳ tốt luôn. Nhưng có một điểm mà tôi không thích, đó chính là bộ kim. Và bộ kim này thì họ lại dùng thiết kế skeleton cắt ra một phần ở giữa kim. Theo cá nhân tôi thì cái thiết kế này nó không thực sự cần thiết. Theo ý tôi, nếu họ quét lum ở giữa, có nghĩa là họ quét chất phản quang ở giữa những cái kim này, thì sẽ đem lại hiệu ứng đẹp hơn rất là nhiều và đem lại độ hiệu quả tốt hơn, vì chúng ta có thể xem giờ trong bóng tối. Nhưng mà tóm lại thì đây là một số khá đẹp, thiết kế thanh lịch và trang nhã. Bên trong chiếc đồng hồ thì là bộ máy 191 của thương hiệu Bulgari. Bộ máy này thì không quá phức tạp và với những thông số khá là cơ bản thôi, tần số 28.800 nhịp mỗi giờ và 26 chân kính. Bộ máy này được hoàn thiện với những cái chi tiết khá là quen thuộc, phần lớn là vân sọc Cortez de Genève, và chúng ta không thấy được cái vân xoáy tròn quen thuộc trên khung máy. Nhiều chi tiết thì được mạ vàng như tên thương hiệu Bulgari này, số chân kính này và những cái thông số trong bộ máy. Và thực sự thì bộ máy của chiếc đồng hồ này không gây quá nhiều ấn tượng với tôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái độ đơn giản của nó thì bộ máy hoạt động khá là bền bỉ. Và với những người không quá quan tâm đến độ hoàn thiện của bộ máy thì đây là bộ máy rất là tốt. Vâng, bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này thì khá là phù hợp và rất là dễ đeo, khá là ôm tay. Với tội là tôi chưa cắt mắt dây nên phải lấy tay để giữ lại cái đồng hồ này, đây là không thật sự là thoải mái lắm. Nhưng với cơ bản thì có thể nhìn thấy là phần càng nối dây nó không bị chờm ra ngoài quá nhiều, rất là phù hợp và thiết kế khá là mạnh mẽ và ấn tượng. Vâng, và bộ dây được thiết kế khá là đẹp, tôi rất là thích bộ dây này. Bộ đồng hồ Bulgari Auto Finissimo hiện đang được bán mức giá chính hãng là 6.500 đô la Mỹ, nhưng mà tất nhiên đến với giá bán luxury các bạn sẽ được mức giá chiết khấu ấn tượng nhất. Để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, có thể truy cập ra bảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.